chồng ơi. Mình đùa đi thôi chứ không phải là vì đau lỗi đâu. Tại vì bây giờ đang rất là muộn cho nên mình không thể nào nói to được. Các bạn hiểu không? Chị hiểu không? Đấy, cho nên mình mới phải nói kiểu bé bé như thế này. Bây giờ cũng là 1:30 rồi. 1:30 đêm rồi mình phải thức để mà chuẩn bị cho cái màn chôn lần này. Nhưng không sao, vì anh em cho nên là mình sẽ cố gắng thức đêm để mà làm nên một màn chôn thú vị cho anh em xem. Chắc là anh em đọc tiêu đề thì cũng biết là hôm nay mình định chôn mày ăn cái gì rồi đúng không? Chính xác, hôm nay mình sẽ làm một màn chôn cực kỳ thú vị luôn. Đấy là mình sẽ giả vờ bị mộng du. Mình sẽ giả vờ bị mộng du và vào chôn bà Yến, xem là bà sẽ phản ứng như thế nào khi mà mình bị như thế. Mộng du thì khá là nhiều người làm rồi, nhưng mà mộng du như thế nào mới là điều quan trọng. Và anh em hãy cùng đón xem là nếu Tunali mộng du thì nó sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ thì intro nào. Bây giờ mình sẽ phải vào kiểm tra xem là bà Yến đã thực sự là ngủ say chưa đã. Lỡ mà bà ấy đang ngồi bà ấy nghe mình nói thì chết. Ui giời ơi, con gái con đứa nằm phát hết mẹ cái giường luôn. Nằm nhìn này, nằm vắt tứ kia ở đây. Cái giường nó phải 2m mà bà ấy nằm phát một mình hết luôn cái giường. Là mình sẽ không thử tát vào mặt nữa, để dành tí nữa tát cho nó bõ. Ok, bây giờ anh em hãy chờ đợi xem là mình chôn bà như thế nào nhá. Moments later. Ok anh em ạ, bà Yến bà vẫn chưa nghi ngờ gì cả. Bà tưởng là mình bị mộng du thật mới sợ. Chắc là tại đang buồn ngủ cho nên cũng chả suy nghĩ được nhiều đâu. Bây giờ thì mình sẽ vào lần thứ hai. Mình sẽ vào lần thứ hai để củng cố niềm tin về cái vụ mộng du của mình. Và sau đấy, lần thứ ba mới là cái lần quyết định. Anh em nhớ là phải xem hết video này nhá. Ok, lần thứ hai nào.
cần một cân mà cô không bảo. Chồng ơi, chồng. Moments later. Mãi mới thoát được. Cái bắt mình ngồi trong máy ngủ luôn. Chẳng phải mất 20-30 phút mất. Lâu phải cả đấy. Nhưng không sao, mình đã thoát được rồi. Lần này thì má có vẻ là sợ hơn nhiều rồi, cho nên mới bắt mình ngồi ở trong. Ok, chuẩn bị cho lần thứ ba nào. Màn kịch bây giờ mới thú vị đây này. Vợ bị mộng du, vợ bác chồng sang đây đúng không? Chồng hết, vợ chồng bị
có vợ bị mộng du ấy. Chồng có bao giờ bị mộng du đâu. Sao nay chồng bị mộng du đấy? Có bao giờ bị mộng du vợ vác chồng ra đây? Chồng mơ đi. Chồng cầm dao dọa vợ gì? Chồng đi mua dưa đúng không? Ừ. Chồng mang dao mổ dưa đấy. Thế đêm nay không mổ được, đêm mai mổ được thì sao? Chắc vợ đi tu mất. Bây giờ sao? Sao gì? Không ngủ nữa. Sao không ngủ được nữa? Thế chồng nhớ chồng thì nói chồng mang phát dao bổ thật thì ra. Hôm nay bổ dưa, mai bổ mít. Đi khám đi. Sao không biết làm sao được? Thế giờ này chồng nhiều việc quá chồng chết à? Mà stress thì nó bị như thế. Chồng nghĩ thế. Không làm sao chồng nghĩ như thế. Bình thường chồng có như thế đâu. Không biết. Chồng còn không biết. Tự nhiên chồng dậy ở đây luôn này. Chồng mệt quá. Không giờ lắm à? Nhớ thức cả đêm này à? Vợ không dám ngủ nữa ấy. 3 giờ rồi. Ây. Mai đi khám nhá. Nó không làm sao. Không làm sao đêm nào chồng như này. Tốt nhất là bây giờ. Giờ vậy trói chồng vào đi. Bây giờ sang kia lấy cái dây trói chồng vào. Trói như nào? Trói chân à? Ừ. Chồng đi cắt dao đi, ghê quá. Ăn cho quả dưa. Cho nó thêm quả dưa nào. Trời ơi, nó trêu vợ đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Vẫn ngủ được à? Rút ra, ai mà ngủ được. Ờ, không ngủ thì làm gì? Mấy không ngủ thì làm gì đấy? Ây, chưa thôi. Người ta mộng du có tí thôi mà, làm gì căng. Ok, thế là màn trôn của chúng ta hôm nay rất là thành công luôn. Đấy, đây là cái bản mặt của bác Yến sau khi mà gặp một cái chấn động về tâm lý. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube mình nha. Và đừng quên subscribe cho channel của bạn Yến để bạn ấy bớt bị chấn động về tâm lý hơn. À, có một điều nữa, đấy là các bạn hãy truy cập vào kênh Xe Lăn Tăn, subscribe và xem video để ủng hộ cho anh trai của mình. Xem là sự thú vị xung quanh cuộc sống của một người đi xe lăn sẽ như thế nào. Và nếu có ý tưởng gì thú vị thì nhớ comment bên dưới để bọn mình có nhiều ý tưởng hơn làm video cho các bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.